Kênh Hoa Lan thân kính chào các chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan thân sẽ làm cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi nha. Thì mình sẽ ghép cái dáng hương tam bảo sắc hoa vàng nó đúng cách. Đó, mình sẽ chia sẻ cách ghép tam dáng hương tam bảo sắc hoa vàng đúng cách nha. Chia sẻ thêm luôn cái cách treo cây và cái cách mình chăm nó luôn. Đó, thì dáng hương tam bảo sắc là dòng mấy cây này, toàn là dòng lá xếp. Đó. Thì mình còn đang xử lý ngoài nhiều lắm. Thì cái cách xử lý và ghép nó thì mình về mình sẽ ngâm nó dưới B1. Đó, ngâm nó dưới B1 cộng với thuốc kích rễ, có Atonet thì bỏ vô và ngất. Đó, cho cây nó mau phát triển. Thì cái cách ghép thì thường thì những cái loại hàng gừng này thì nó sống ở trong gừng thì nó bám vào những cái khúc gỗ, bám vào những cái cành cây á, nó sống. Thì ở đây mình về muốn cho nó theo cái hướng như muốn tự nhiên sống, như cái dạng như muốn tự nhiên trong gừng thì cái ghép vô khúc cây. Đó, và nó là dòng cái gì, đơn thân rễ gió, cho nên mình không nhất thiết hay thành cái giá thể quá lớn, tránh trường hợp nó nặng vàng. Nó là đơn thân rễ gió thì nó chỉ bám vào khúc gỗ là một vài cái rễ thôi, để nó giữ cái thân của nó lại thôi. Còn bao nhiêu là tất cả những rễ gió đều bung ra ngoài hết, cho nên mình ghép nó thì không cần thiết phải mình ghép khúc gỗ cho lớn hoặc là cái chậu cho lớn đâu. Thì thường thường thì nó cái dòng đơn thân rễ gió này nè, đơn thân rễ gió này nếu các chú chị trồng đứng đó, thì nó lớn lên, sau khi nó lớn lên thì bắt buộc nó cũng phải bẻ đầu xuống, nó phải thòng cái đầu xuống, vì nó nặng quá, cao lên thì nó nặng quá, nó phải thòng cái đầu xuống thôi. Nó cho nên mình cứ ghép cho nó theo cái hướng tự nhiên của nó, là mình ghép cái hướng hình thác đổ, tức là mình ghép chút cái đầu xuống, nó bẻ lên gì theo tự nhiên của nó. Đó, còn mình trồng đứng, cả nào trồng thì cây kia sau khi cây nó lớn thì mình thì nó cũng phải là chút cái đầu nó xuống. Nó nặng, nó phải chút cái đầu nó xuống thôi, nó theo hướng nắng nó bẻ đầu nó xuống. Rồi trước khi ghép thì mình sẽ tỉa rễ cho nó. Ngâm xử lý xong giờ phải tỉa rễ nữa, những rễ hư rễ dập rồi mình cắt bỏ, những cái rễ dập rồi đó mình cắt bỏ nó đi, chừa những rễ tươi lại. Nó dòng đơn thân cái gió mình chừa những rễ tươi lại, những cái dòng đa thân thì mình sẽ cắt bỏ hết. Thì theo thường thường thì mình ghép từ ghép cây mẹ con, nó cây lớn với cây nhỏ, như mình nói cây nhỏ chứ nó vẫn trưởng thành. Đó, hoàn toàn là nó trưởng thành hết, rồi hoa vẫn dài. Đó, dòng này thì hoa nó thơm mà hoa nó như hoa hoàng nhạn vậy đó, chứ không phải là nói cái cây nó nhỏ mà nó không là nó không trưởng thành. Nó vẫn trưởng thành, nó nhỏ thôi chứ không phải là nó không trưởng thành, vẫn cho hoa bình thường. Rồi giờ mình sẽ ghép nó lên. Thì ở đây mình chuẩn bị cái cây, ở đây mình xài cái cây bấm khúc gỗ. Gỗ thì đây mình làm cái móc, ở đây mình trồng là hoàn chỉnh hết, làm móc là chắc chắn cho các chú anh chị mình luôn. Đó, móc là rất chắc chắn, cây 4 ly đàng hoàng, cực kỳ chắc. Gỗ này thì gỗ bao chắc luôn, cây này là gỗ dâu, cực kỳ chắc. Bây giờ mình sẽ ghép nó theo hướng tự nhiên của nó. Mình sẽ ghép nó vô hình thác đổ. Đó. Rồi, giờ mình sẽ ghép nó lên. Để vô là mình ghép luôn.
thì các chú anh chị mình cũng có thể dùng dây rút đó, nhưng mà mình muốn để cho nó đẹp đó, thì mình bấm như vậy đó, mình dùng cái cây bấm mình bấm. Cây dâu này nó cứng bấm nó không vô, phải đóng nó xuống. Cái gỗ dâu là cái gỗ cực kỳ cứng, mà nó rất là chắc luôn. Chắc chắn thêm chính giữa một đoạn nữa phải chắc luôn. Rồi, giờ mình sẽ ghép lên một cái cây, thêm một cái cây nữa tạo thế mẹ con cho nó. Thì cái cây con này mình không cần phải bấm đâu, chỉ cần cố định nó vô đây là được rồi. Cố định sao cho nó chắc, chắc khi ra rễ rồi nó bám vô khúc gỗ là ok. Rồi, bây giờ ta có một cái giò lan cấp chút. Mình thắt đổ. Mới thì cao chú chèm thấy gì sau khi ấy nó bẻ đầu lên thẳng, mình nhìn nó đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó. Mình thắt đổ. Đó, thì cách đơn giản vậy thôi. Thì đối với cái dòng đơn thân rễ gió này thì các chú anh chị mình treo cây thì mình treo ở trong vườn mình, cái nơi nào mà có được cái độ ẩm mà cao nhất thì mình treo cái cây này đó. Tại dòng đơn thân kiểu gió nó rất là ưa ẩm, mình treo cái chỗ nào nó có cái độ ẩm cao nhất đó. Rồi sau khi cây rễ ổn định thì mình sẽ cho nó ăn nắng râm, nó tầm khoảng 50% nắng thì cây rất là ok luôn, hoặc là 60% nắng đổ lại thì cây nó sẽ cứng cứng cáp đó, rất là tốt. Rồi hàng tuần mình sẽ bổ sung là phân kích rễ, phân kích rễ cho cây, ví dụ mình phun 3 ngày phun lần, phun 3 lần ngưng cho nào cây ra rễ mình sẽ cho nó ăn phân. Phân bón lá thì mình cứ dùng, ví dụ mình có những cái dòng phân hữu cơ đó, mình phun là những dòng này cực kỳ mau lớn mà bản lá nó to luôn. Đó, nó đơn giản vậy thôi chứ không có gì để cầu kỳ hết. Vì đối với những cái dòng này rất là dễ. Đó, ví dụ mình treo ở đâu cũng được, nhưng mà cũng phải có cái độ ẩm một chút. Đó, nó có cái độ mát một chút, ví dụ như là 60% nắng đổ lại thì cây rất là tốt. Đó. Mình chăm nó ở đây thường thì mình chăm cây thì mình ít khi nào mình bón phân hay là cuộc phân gì vô trong cái khúc cây này đó. Đó, nhìn thấy nó dơ giấy lắm. Mình thường đây mình xài những cái phân mình phun qua, nó cứ một tuần lỡ mình phun cho nó một lần. Đó, rồi mình chia ra, một tháng mình sẽ phun chống thối rồi cho nó đó, một lần đó. Mình bổ sung dinh dưỡng canxi gì đó cho nó vậy thôi, mình chia ra trong tháng đó. Rồi hàng tuần thì mình phun phân bón lá đó, mỗi tuần một lần thì cây nó sẽ phát triển tốt thôi.
Thì cái cách ghép đơn giản thôi, mình mới ghép thì cái cây nhìn nó không có bắt mắt lắm đâu, thì mình cái cây nó ra rễ đàng hoàng thì nó theo hướng nắng rồi nó bẻ đầu rồi theo hướng nắng rồi lên nó theo ý của mình đó, thì nó sẽ đẹp hơn đó. Rồi này, hoa kênh hoa lan thơm chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi là cái cách mình ghép cái cây giáng hương tam bảo sắc, hay còn gọi là quế tháng tư đó. Thì giáng hương tam bảo sắc hoa vàng này người ta còn gọi là quế tháng tư đó. Thì các chú anh chị mình yêu mến kênh Hoa Lan Thơ đó, hãy nhấn vào cái nút đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, và bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo, cũng như là bấm vào nút like để ủng hộ kênh Hoa Lan Thơ. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.